hé lộ bí mật chấn động chưa từng có về tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Nếu như nắm bắt được ba cơ hội vàng này, sẽ thay đổi cuộc đời, giàu sang phú quý hơn người, tiền vàng bạc tỷ cầm tay, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong năm Giáp Thìn 2024, bất ngờ các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã tiết lộ rằng quý thiên chủ tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, nữ mạng, là một trong những con giáp cực kỳ là may mắn trong năm 2024 tới đây. Được trời Phật thương tình, cát tinh cao chiếu mà ăn nên làm ra, vận số cực may, cực đỏ, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, muốn tiền có tiền, muốn danh có danh, tài sản không ngừng tăng lên như vụ bão, trả sạch nợ nần, đội vận giàu sang, tiền vàng nhất chật két. Nếu như quý thiên chủ tuổi Quý Hợi hữu duyên xem được video này. Về cụ thể vận trình của quý thiên chủ tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, nữ mạng, diễn ra trong năm Giáp Thìn 2024 tới đây như thế nào? Làm sao để giải hung, hóa cát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, ba cơ hội vàng trong năm đó là gì? Thì ngay sau đây, xin mời quý thiên chủ tuổi Quý Hợi cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé. Tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, nữ mệnh, biết sớm ý trời, gặp thời đổi vận, giàu có hơn người, đổi đời đại gia, giàu nứt đố đổ vách. Đầu tiên, đặc trưng tính cách tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, nữ mệnh. Quý Hợi sinh năm 1983, hay còn được gọi là Lâm Hạ Chi Chư, tức là lợn ở trong rừng. Năm sinh dương lịch từ 13 tháng 2 năm 1983 đến mùng 1 tháng 2 năm 1984. Năm sinh âm lịch, Quý Hợi, Thiên Can, Quý, Tương Hợp, Mậu, Tương Hình, Đinh, Tỵ, Địa Chi, Hợi, Tam Hợp, Hợi Mão Mùi, Tứ Hành Xung, Dần Thân Tỵ Hợi. Mệnh thủy, đại hải thủy, nước biển lớn, tương sinh, mộc, kim, tương khắc, hỏa, thổ, khắc thiên thượng hỏa, con nhà hắc đế, số phú quý, xương con heo, tướng tinh con gà, cuộc đời được ông tử vi độ mạng. Quý Hợi với nạp âm hành thủy, do can quý thủy ghép với chi hợi thủy, đó là tuổi duy nhất trong 60 tuổi lục thập hoa giáp, có cả 3 yếu tố, can, chi và nạp âm đều là hành thủy, thuộc lứa tuổi có năng lực thực tài, nhiều may mắn, đường đời thanh thang rộng mở, ít gặp trở ngại từ tiền vận cho tới hậu vận. Quý Hợi có quá nhiều thủy tính trong tuổi, khi thủy vượng hay suy thiếu chất thổ kiềm chế, các bộ phận bài tiết, thận, bàng quang, khí huyết và thính giác thuộc thủy dễ có vấn đề khi lớn tuổi, nên lưu ý từ thời trẻ, về già đỡ bận tâm. Sinh vào mùa thu hay đông là thuận mùa sinh, Quý Hợi có đầy đủ hai tính chất của can quý và chi hợi, quý là hàng can chót của thập can, tính tình trầm lặng, ngay thẳng, nhiều cảm xúc, gặp thời thì biến hóa như rồng, chi hợi trực giác cao, dễ thụ cảm, nhiều tưởng tượng và lý tưởng cao, đôi khi ngây thơ và lãng mạn, có tài lãnh đạo, có chí tiến thủ cao. Mẫu người Quý Hợi trầm tính, ít bị hốt hoảng trước mọi biến động, dễ thành công trong bất cứ hoàn cảnh nào. Quý Hợi hợp với tuổi, giờ, ngày, tháng, năm, Quý Mão, Tân Mão, Ất Mão, Quý Mùi, Ất Mùi, Đinh Mùi, Tân Hợi, Kỷ Hợi, Hành Kim, Hành Thủy và Hạnh Mộc. Kỵ với tuổi, giờ, ngày, tháng, năm, Đinh Tỵ, Ất Tỵ và các tuổi mạng thổ, mạng hỏa mang hàng can, mộc, kỵ. Quý Hợi sinh năm 1983 mệnh thủy, là người khoan dung độ lượng, dễ tha thứ cho lỗi lầm của người khác, do vậy cũng dễ bị lợi dụng bởi sự vị tha của chính mình. Người mang tuổi này đa phần khôn ngoan nhẫn nại, giỏi chịu đựng, tính cách này giúp Quý Hợi thành công trong nhiều lĩnh vực, có được nhiều mối quan hệ làm ăn tốt. Chữ Quý mang hành thủy, chữ Hợi mang hành thủy, nạp âm là đại hải thủy, nước biết lớn, so với tuổi Hợi, khác hay trong 12 con giáp, thì Quý Hợi có được nhiều may mắn, thành công hơn, đây cũng là một trong những tuổi mang mệnh cách tốt nhất. Tuy nhiên, những người sinh vào tứ Quý Hợi, người thành công muộn, phải qua 36 tuổi mới gặp thời vận tốt, do cuộc đời thời tiền vận có nhiều gian nan vất vả. Quý Hợi là người có khí chất nhiệt tình ngay thẳng, phụ nữ Quý Hợi rất thích trưng diện, họ cũng rất giỏi trong việc tháo gỡ những khúc mắc, sẵn sàng nhường nhịn người khác khi xảy ra mâu thuẫn, có thể nói chân thành và tin cậy là hai tài sản đáng quý giá của Quý Hợi. Nữ giới sinh năm 1983 thường là những người sinh ra đã ngậm thìa vàng, sống một cuộc đời sung túc, đôi khi có những người không may mắn, sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn,
thì sau khi lấy chồng cũng được nhờ vả và sống một cuộc sống đầm ấm. Nữ Quý Hợi tính cách thường là những người ôn hòa, rất biết thân biết phận, trong con đường sự nghiệp thì được gia đình, người thân phù trợ, vì thế cuộc sống rất an nhàn. Tuy nhiên, đôi khi trong công việc lại gặp phải kẻ ghen tị, nên đôi lúc nữ Quý Hợi hơi nóng tính, dễ làm mất đi mối quan hệ và ảnh hưởng khá nhiều đến tiền tài. Vì vậy, cần chú ý lời ăn tiếng nói, ứng xử khôn khéo để có thể dĩ hòa vi quý hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Họ là người suy nghĩ khá đơn giản, nên ít hay hiếm khi thấy họ buồn rầu, là người khá rộng rãi, không bao giờ tính toán quá chi li hay keo kiệt, sống khá đẹp mà không bao giờ làm điều xấu sau lưng người khác. Nữ tuổi Quý Hợi khá hiền lành, biết nhẫn nhịn, không thích lừa gạt người khác, là người thông minh và ham học hỏi, có mưu trí và nhanh nhẹn. Và họ cũng là những người khá tốt trong giao tiếp, ăn nói, là người biết hưởng thụ cuộc sống mà không khiến bản thân phải rơi vào tình trạng buồn khổ. Có ý chí nên không quan tâm đến chuyện bị người khác châm biếm, trêu chọc. Vì vậy, có thể làm chuyện lớn, mọi thứ trong cuộc đời họ đều có kế hoạch, cũng có thể sống yên vui. Nói chung Quý Hợi nữ mệnh, dù có phải trải qua nhiều biến động ở tiền vận, nhưng theo luận giải tử vi chọn đời, nữ mệnh tuổi Quý Hợi là một trong những con giáp may mắn nhất. Dù khó khăn nhưng luôn được quý nhân che chở phù hộ, sang đến trung vận được suôn sẻ tốt đẹp, có cơ hội gây dựng tiền đồ cho bản thân để được cuộc sống vui vẻ thoải mái hơn. Xét tổng quan tử vi nữ mạng tuổi Quý Hợi trong năm 2024. Thứ nhất, xem tử vi 2024 của nữ mạng tuổi Quý Hợi theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, Quý gặp giáp bình hòa, các phương diện cuộc sống tuy ít thăng trầm hơn trước nhưng vẫn còn nhiều vấn đề phải đối mặt. Đương số phải trải qua không ít thử thách nhưng đó cũng đồng thời là cơ hội mới nên chủ động đón nhận thay vì né tránh. Xét về địa chi, Hợi gặp thìn bình hòa, gia đạo hài hòa, tạo động lực để phát triển mở mang thêm công việc. Trong năm vận quý nhân không vượng, nếu có mở rộng thêm thì chịu nhiều vất vả. Xét về ngũ hành, lưu niên khắc chế và kìm hãm khiến tâm tính đương số nóng vội, dễ thay đổi, khó kiên định với các mục tiêu đã đề ra, tiền bạc chưa có bước tiến mới, ổn định làm ăn là mừng rồi. Tiểu kết, năm 2024 của người tuổi Quý Hợi nữ mệnh không tránh khỏi những lúc thăng trầm, song xét trên phương diện tiêu cực thì đó cũng là cơ hội để bản mệnh nhìn nhận bản thân, tìm ra cơ hội phát triển mới, triển vọng hơn. Trên phương diện tình cảm, gia đạo khá hài hòa, khiến bạn thấy yên tâm công tác. Thứ hai, xem tử vi Quý Hợi, sinh năm 1983, nữ mạng, theo sao hạn. Năm 2024 tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, nữ mạng, gặp sao La Hầu chiếu mệnh. Sao La Hầu là một trong 9 sao cửu diệu của niên hạn, còn được biết đến với cách tên Khẩu Thiệt Tinh, là hung tinh thuộc hành kim, thường mang đến những điều không may mắn cho người bị chiếu mệnh, không phân biệt nam hay nữ. Người bị sao La Hầu chiếu mạng, dễ bị hao tán tiền bạc, đa sầu đa cảm, bệnh tật, khẩu thiệt thị phi, nghĩa là sao này chủ mồm miệng, dễ gặp các chuyện thị phi, liên quan đến công quyền, tranh chấp hoặc có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng không đáng có. Ngoài ra, người gặp sao này cũng cần chú ý các bệnh về máu huyết, tai mắt. Hạn sao La Hầu còn chủ về các vấn đề sau. Về quan lộc, người có sao La Hầu chiếu mệnh sẽ không gặp được may mắn, cuộc sống vốn ổn định, phải đối mặt với một vài thử thách trong cuộc sống, đặc biệt đối với đường công danh, có nhiều chông gai. Vì vậy trong năm có sao La Hầu chiếu mệnh, cần phải án binh bất động, không nên hồn hạp làm ăn để tránh tổn thất có thể gặp. Ngoài ra, trong công việc cần cẩn thận mồm miệng, kẻo gặp thị phi liên miên hay thậm chí dính dáng đến kiện tụng. Về tài vận, chủ mệnh có sao La Hầu chiếu mệnh, dễ hao tốn tiền bạc, đầu tư đến đâu thất thoát đến đó, không suôn sẻ thuận lợi như mong đợi. Vì vậy bất kể làm việc gì cũng phải cân nhắc chi tiêu để tránh tiền mất tật mang. Về sức khỏe, nữ mệnh Quý Hợi gặp năm có sao La Hầu chiếu mệnh sẽ ốm đau, mệt mỏi, không có sức sống. Tuy nhiên, nếu trong nhà có người mang thai thì xem như là may mắn, làm ăn cũng phát đạt, sức khỏe cũng dồi dào, cả nhà được bình an. Viết về sao La Hầu, trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ như sau. La Hầu hạn ấy nặng thay, tháng riêng tháng bảy kỵ ngay chẳng hiền, môn trung độ bạc hao tiền, tửu sắc tài khí đảo điên, như là đàn ông nặng hơn đàn bà, nữ nhân khẩu thiệt sinh mà giận nhau, hao tài tốn của ốm đau, sinh ra ẩu đả lao đao chẳng hiền, đàn ông vận mạng bất yên, tai nạn phản phúc của tiền tốn hao, ăn ở ngay thẳng chẳng sao, rồi gặp nguy hiểm ốm đau nhẹ nhàng. Đối với đàn ông gặp sao này, thường thiệt hại nặng nề hơn nữ giới, có thể hao tiền tốn của, đau ốm,
sinh ra tệ ăn chơi, lãng phí, bồ bịch, bạc bài, bê tha, bia rượu, gia đạo mâu thuẫn bất hòa liên miên. Đối với nữ mệnh thường mang tiếng cãi vã, sinh ra buồn bực, muộn phiền. Trong năm, đương số gặp sao này chiếu, nên tránh đầu tư, làm ăn lớn, cẩn thận phát sinh những chuyện đào hoa bất chính, đề phòng đau ốm, tranh chấp cãi cọ, kiện cáo hoặc mang tiếng xấu, bị hiểu lầm, nghi ngờ, khó giải trình. Sao này xấu nhất vào thời điểm tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Thứ ba, xem tử vi nữ mạng, tuổi Quý Hợi, theo niên hạn là Diêm Vương. Trong hệ thống 8 hạn luân phiên, đối với các lứa tuổi thì hạn Diêm Vương là một hạn rất đặc biệt. Hạn này chủ về sức khỏe, nhất là nữ mạng, tốt với những người có sức khỏe bình thường, xấu với những người hay ốm đau, bệnh tật, phụ nữ mang thai. Ở một góc độ khác, ngoài cái tên sao Diêm Vương, cái tên Diêm Vương là tên của một vị thần, theo góc độ tâm linh, tín ngưỡng, thì thần này cai quản các linh hồn ở âm phủ, nên nhắc đến niên hạn này luôn khiến mọi người lo lắng và bất an. Vậy, hạn Diêm Vương tốt hay xấu, theo những tài liệu cổ xưa để lại, thì hạn Diêm Vương được cô đúc trong hai câu thơ Lục Bát. Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rồi lâm sản nạn chắc là mạng vong. Cứ theo ý tứ của hai câu thơ trên, ta chắc chắn cũng phần nào hiểu được hạn Diêm Vương tốt hay xấu, theo đó, hạn Diêm Vương bất lợi hơn đối với những người thuộc phái nữ, đặc biệt những người mang bầu, sinh em bé thì hạn sức khỏe thai sản thường bị đe dọa nghiêm trọng, tình hình nặng nhất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhiều ghi chép khác về hạn Diêm Vương và biểu hiện của hạn Diêm Vương là gì? Hạn này ngoài phụ nữ thai sản bị ảnh hưởng nặng nề thì những người bị đau yếu, bệnh tật nếu không được chữa trị cẩn thận cũng gặp nguy hiểm và rất lâu khỏi bệnh. Tuy nhiên, bàn về hạn Diêm Vương tốt hay xấu mà chỉ xét theo hai câu thơ trên là chưa đủ. Đối với những người bình thường khác, khi gặp hạn này, thường gặp vận may về tiền bạc, làm ăn rất thuận lợi, có duyên với của cải, tiền bạc hội tụ rất mạnh, những người kinh doanh buôn bán, có cơ hội phát triển nhanh chóng. Như vậy, hạn Diêm Vương tốt hay xấu là tùy vào từng đối tượng. Khi gặp hạn Diêm Vương có hai đối tượng cần phải lo lắng, vì mức độ nguy hiểm cao, đó là phụ nữ mang bầu và người bị bệnh đau yếu, nếu không chú ý điều trị, giữ gìn, có thể phong mạng về chầu Diêm Vương. Đối với những người khác, khi gặp hạn này thì may mắn, hanh thông, tài lộc của cải dồi dào, phong túc. Tuy là như vậy, nhưng khi nghe tên là Diêm Vương thì chúng ta vẫn phải cẩn thận. Trong năm nên trau dồi nhân phẩm và kiến thức nhằm phát triển đường công, sự nghiệp của bản thân, làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu cho đi mà không cần nhận lại, để gặp giữ cũng có thể hóa lành, gia đạo bình an thịnh vượng quý chị nhé. Thứ tư, vận niên năm 2024 của tuổi Quý Hợi, nữ mạng. Gặp vận niên hầu thực quả, tức khi ăn trái cây, trong năm 2024, tuổi Quý Hợi nữ mạng sẽ gặp nhiều may mắn ở hầu hết các phương diện của cuộc sống, có thể lý giải như sau. Hầu thực quả là khi được nhiều trái cây, ăn no đủ, năm này làm việc gì dù to dù nhỏ, đều có lợi nhiều, buôn bán thì đông khách, làm ruộng thì được mùa, vận son đỏ, trong năm mới, có thể tiến hành nhiều dự định quan trọng, gặt hái được kết quả như ý. Về chuyện tình cảm, mọi thứ đang diễn tiến theo hướng tích cực, gia đình trong ấm ngoài êm, đón thêm tin vui về con cái. Có điều cần lưu ý, đương số nên cẩn thận lời nói, nghĩ sao nói vậy, chứ đừng dối bản thân mình, kẻo phải khổ tâm liên miên. Thứ năm, xem vận hạn năm 2024, tuổi Quý Hợi, nữ mạng, theo tuổi âm. Tam tai 2024. Tuổi Quý Hợi không phạm tam tai, không cần quan ngại vấn đề này, việc mình chủ động làm, tiền mình cứ thế đổ về túi, không phải suy tính quá nhiều. Kim lâu năm 2024. Tuổi Quý Hợi phạm kim lâu tử, nếu tiến hành xây nhà cửa hay cưới hỏi trong năm, vì thế nên tránh hai đại sự này, kẻo không sẽ gây hại cho con cái trong nhà. Hoang ốc năm 2024. Tuổi Quý Hợi phạm hoang ốc, không tốt cho việc mua hoặc xây sửa nhà cửa, tiểu kết. Sang năm 2024, đương số phạm kim lâu và hoang ốc gặp bất lợi khi đứng ra thực hiện những việc trọng đại như cưới hỏi, xây sửa nhà cửa, bạn có thể tiến hành mượn tuổi để giảm bớt xui khí. 3. Đánh giá chung về tử vi năm 2024, tuổi Quý Hợi, nữ mạng. Năm 2024, người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, mệnh thủy, gặp năm giáp thìn mệnh hỏa là tương khắc, thiên can quý, gặp giáp là bình hòa, địa chi hợi gặp thìn là bình hòa đều tốt. Như vậy, năm nay được đánh giá là năm bình hòa, với nữ mệnh tuổi Quý Hợi, 42 tuổi âm lịch, sự nghiệp được nâng đỡ, tài chính khởi sắc. Sao hạn năm nay, nữ mệnh Quý Hợi gặp sao La Hầu hung tinh chiếu mạng,
nên cần cẩn thận tránh thị phi. Trong cuộc sống, nữ mạng sinh năm 1983 nên suy nghĩ tích cực, ăn nói khéo léo, chăm sóc bản thân nhiều hơn thì vận trình sẽ tốt đẹp hơn. Với hạn Diêm Vương trong năm 2024, nữ Quý Hợi nên quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn, giữ cơ thể luôn dồi dào năng lượng thì cuộc sống sẽ ấm no, sung túc và hạnh phúc. May mắn trong năm nay, nữ mệnh tuổi Quý Hợi gặp vận niên Hầu thực quả tương trợ nên vận trình sẽ có phần sáng sủa và thành công hơn chút, đầu năm bình bình ít sóng gió. Từ giữa năm trở đi, bản mệnh liên tiếp được thần tài ban lộc, quý nhân chiếu cố nồng hậu, làm việc gì cũng thu được kết quả bất ngờ, có lộc về đầu tư, kinh doanh. Tiền bạc đổ về ầm ầm, cuộc sống của bạn và gia đình cũng được nâng lên một tầm cao mới, giàu sang sung túc, người người kính trọng, gia đạo êm ấm, con cháu ngoan ngoãn. Sau đây là những dự báo hung cát trong vận trình xuyên suốt năm 2024 của tuổi Quý Hợi, nữ mệnh trên các phương diện khác nhau, cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, được vận niên hậu thuẫn, công việc thuận lợi, sự nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực. Vì vậy, khi có cơ hội thay đổi công việc đúng sở trường, người tuổi Quý Hợi nữ mệnh nên nắm bắt, vì đó sẽ là tiền đề để có cuộc sống viên mãn sau này. Hơn nữa, nhờ có tính cách cởi mở và thật thà, bản mệnh nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh, thậm chí có người còn có thiện cảm với bản mệnh ngay từ lần đầu tiếp xúc. Các mối quan hệ xã giao hài hòa giúp nữ tuổi Quý Hợi bắt tay và làm việc gì cũng hanh thông, không sợ không có người giúp đỡ. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh học thêm những lĩnh vực mới mẻ hoặc thử sức bản thân ở những nội dung công việc mới. Có thể quá trình khởi đầu bạn sẽ gặp phải một vài khúc mắc, song chỉ cần bình tĩnh đối diện, bạn sẽ làm quen được và bắt vào guồng quay công việc vô cùng nhanh chóng. Với người kinh doanh buôn bán hay tự thân làm chủ, nhờ cái duyên buôn bán cùng sự vui vẻ, thân thiện của mình mà các chị có công việc làm ăn thuận lợi, dù là phát triển trên nền tảng cũ hay mở rộng kinh doanh cũng đều thu lợi nhuận cao. Có điều trong năm 2024 này vẫn có điểm hiềm khích thị phi do tác động của hung tinh quan phù, đương số thận trọng khi chọn người hợp tác làm ăn cùng, tránh mâu thuẫn gây bất lợi trong công việc nhé. Về mặt tài lộc, trong năm Giáp Thìn 2024, tài lộc của người tuổi Quý Hợi nữ mệnh cũng hanh thông hơn hẳn. Dấu hiệu dễ nhận thấy nhất là cảm giác kiếm tiền dễ dàng hơn, không còn quá trục trặc, vất vả như trước, mưu sự dễ thành. Dù quá trình làm có thể gặp đôi chút trở ngại, nhưng kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện, thu về lợi nhuận tốt. Chưa hết, nếu biết đầu tư kinh doanh, bạn sẽ ngày càng giàu có, tiền vào như nước, bạn vẫn cho thấy cái duyên buôn bán của mình. Khi duy trì được nguồn khách hàng ổn định, tiếng lành đồn xa, ngày càng có nhiều người tìm tới vì uy tín của bạn, lợi nhuận ngày càng rủng rỉnh. Không chỉ vì thuận lợi trong kiếm tiền, người tuổi Quý Hợi nữ mệnh còn rất giỏi trong việc giữ và tích lũy tiền bạc, bạn đúng là người phụ nữ song toàn. Không chỉ giỏi việc nước mà còn đảm việc nhà, bạn cũng có thể nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo để nhanh chóng cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên trong năm, vẫn có một số thời điểm vận khí sa sút, lại thêm hung tinh kiếp tài, chủ về hao tài xung chiếu, nhắc nhở người cầm tinh con heo, đề phòng mất tiền của. Đầu tư kinh doanh trong năm, phải toan tính thật thận trọng, kẻo sai một ly đi một dặm, cẩn thận không bao giờ là thừa, nó sẽ giúp bạn hạn chế nhiều rắc rối đấy nhé. Với người làm công ăn lương, công việc thuận lợi có thể khiến bạn lơ là mất kiểm soát trong việc soát lại giấy tờ sổ sách. Vậy nên, hãy luôn chú tâm vào công việc vì nó có thể ảnh hưởng tới nguồn thu nhập chính của bạn. Về phương diện tình cảm gia đạo, xem tử vi tuổi Quý Hợi 2024, Bách Việt và Hàm Trì đều là những cát tinh chủ về đào hoa, sẽ mang tới hỷ tín cho người tuổi Quý Hợi. Nữ mệnh tuổi này dễ dàng mở rộng mối quan hệ cá nhân, kết thêm nhiều bạn mới, mở ra cơ hội tìm được người ưng ý. Với người đã lập gia đình, vợ chồng bạn ngày một thấu hiểu cho nhau, những mâu thuẫn nhỏ nhặt không làm hai người buồn bực, mà lại chính là cơ hội để đôi bên bao dung và quý trọng nhau hơn. Có người ấy ở bên cạnh bầu bạn và chia sẻ, bạn cũng có thêm động lực để đối diện với những thử thách trong cuộc sống. Trong năm 2024 này, nếu có thời gian rảnh, đôi bên có thể tìm cách gia tăng tình cảm. Hãy lên kế hoạch cho những chuyến đi du lịch để tạo thêm những kỷ niệm đẹp đẽ cho nhau. Đó chính là chất keo gắn kết mối quan hệ hai người thêm bền chặt. Về mặt sức khỏe, bước sang năm 2024, do tác động của nhiều hung tinh nên sức khỏe của tuổi Quý Hợi có phần sa sút, bản mệnh thường dễ mệt mỏi, rối loạn giấc ngủ, ăn uống kém ngon, lâu ngày còn có thể ảnh hưởng tới sinh hoạt thường ngày và công việc. Đặc biệt sức ảnh hưởng của thiên cầu hung tinh không hề nhỏ, không những gây ra trợ lực
sự cố cho phương diện công việc, tranh chấp, kiện tụng và pháp luật, mà còn gây tai nạn bất ngờ, khó lường trước về sức khỏe như va chạm xe cộ, té ngã, bị đuối nước. Bản mệnh cần hết sức cẩn trọng khi tham gia các hoạt động thể chất mạnh hoặc môn thể thao mạo hiểm, tham gia giao thông nên tuân thủ đúng luật, giữ khoảng cách an toàn và giữ tỉnh táo. Lại có cô thần ảnh hưởng, bản mệnh dễ nảy sinh tâm lý cô đơn, buồn tủi, khiến tinh thần sa sút, nhiều nỗi phiền lo, dần sinh tâm bệnh, dẫn tới tình trạng mệt mỏi, ăn ngủ đều kém, lười hoặc sợ vận động, cân nặng tăng giảm bất thường. Trong năm 2024 này, tuổi Quý Hợi nữ mệnh cần học cách chia sẻ nhiều hơn với bạn bè, người thân, không phải việc gì cũng giữ kín trong lòng, để rồi tâm tính u uất, cơ thể tiềm tàng bệnh tật, ốm đau. Con giáp này ngoài chú trọng nâng cao sức khỏe bản thân, cũng nên quan tâm hơn tới tình hình thân thể người thân. Nếu trong nhà có người dễ đau ốm, người lớn tuổi thì càng cần có sức đề kháng, thăm khám định kỳ để nắm bắt được tình hình sức khỏe, tránh tình trạng ủ bệnh. Hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2024 dành cho nữ mệnh Quý Hợi, sinh năm 1983. Cách hóa giải sao La Hầu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy. Sao La Hầu là sao thuộc hành kim, có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy thuộc hành thủy để khắc chế, giảm bớt những tai họa xui xẻo có thể xảy ra. Mệnh chủ nên dùng những đồ vật hay mặc trang phục màu đen, màu xám, màu xanh biển, cũng có thể sử dụng vật phẩm phong thủy làm từ đá, thạch anh đen, thạch anh khói, thạch anh tóc đen, mã não, xanh dương, sa phia. Về tinh thần, luôn nhắc nhở bản thân hành sự cẩn trọng, kiểm soát tốt cảm xúc sẽ tránh được họa thị phi, kiện tụng trong năm 2024. Ngoài ra đừng buôn chuyện mà nói xấu đặt điều cho người khác, cũng đừng vì danh vọng mà bất chấp, nên suy nghĩ kỹ trước khi nói khi làm. Về cách hành sự, đừng bao giờ có ý định dùng tiền bạc để đổi lấy danh lợi, đi hối lộ, đổi chắc công danh, tiền tình, đừng đồng lõa với những kẻ xấu bụng, làm chuyện gian ác, kẻo sẽ nhận hậu quả khôn lường. Tích cực làm việc thiện. Làm nhiều việc tốt, việc thiện giúp đỡ mọi người, xã hội, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Cách hóa giải hạn Diêm Vương năm 2024. Hạn Diêm Vương chủ yếu gây hại về sức khỏe, đặc biệt xấu với trường hợp người bệnh, đau ốm và phụ nữ mang thai. Để hóa giải vận xấu gia chủ nên, với người đau ốm, bệnh tật, chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám điều trị kịp thời, cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học. Tránh nghe lời người khác uống thuốc dân gian, điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may nguy hiểm đến tính mạng. Với người khỏe mạnh, cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập thể thao hợp lý, như vậy cơ thể mới được duy trì ở trạng thái ổn định, đề phòng bệnh tật mỗi khi trái gió trở trời. Về tâm linh, để tích thêm phúc đức cho bản thân, đương số nên làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. Cuối cùng là thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Quý Hợi, nữ mệnh trong năm 2024 này. Trong cuộc sống, bất cứ sự việc, sự vật nào cũng đều có hai mặt được và mất, được cái nọ thì mất cái kia, rất công bằng, cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn nếu người ta bớt so đo hơn thua, được mất. Đối với một điều đang mong đợi, nếu đạt được chắc chắn bạn sẽ thấy hạnh phúc, nhưng nếu thất bại, hẳn là bạn sẽ thấy vô cùng đau khổ. Mức độ cảm nhận của niềm vui và thất bại luôn tương đương nhau, không ai có thể có cái nọ mà lại đủ cái kia, có người có tiền tài nhưng lại thiếu sức khỏe, gia đình hoặc tình yêu, có người sự nghiệp thành tích không quá cao nhưng chất lượng cuộc sống sức khỏe lại vô cùng tốt. Có những điều thoạt nghĩ ta sẽ thấy thiếu sự công bằng nhưng thực tế nó lại đang rất công bằng với tất cả mọi người. Có người cho rằng người có tiền luôn rất hạnh phúc nhưng thực tế đây là một quan niệm sai lầm. Một người nghèo sẽ tìm được niềm vui chỉ với vài trăm đồng nhưng khi có nhiều tiền rồi anh ta sẽ phải tiêu gấp hàng chục lần mới thấy được niềm vui. Khi sở thích của bạn thay đổi, cảm nhận của bạn với mọi vật cũng sẽ thay đổi theo. Khi bạn càng nhiều tiền, giá trị đồng tiền càng giảm. Khi bạn đang đói, một miếng ăn nhỏ đã làm bạn hài lòng, nhưng khi bạn no, bạn sẽ không còn thấy vị ngon của đồ ăn nữa. Nhiều người nhiều tiền thì lo bị trộm bị cướp, nhà rộng lo quét dọn, ăn nhiều sợ béo, ăn ngon quá lại sợ chết. Chúng ta có thể thấy, người có tiền bây giờ toàn ăn những đồ như rau xanh, hoa quả, hạt ngũ cốc, uống nước rau dại, nước tiểu mạch, đây đều là những đồ ăn xưa kia của người nghèo hoặc động vật. Tôi bỗng nhớ câu chuyện, có một con cáo, nó nhìn thấy trong vườn có một cây nho trĩu quả, nó thèm lắm, nhưng tìm mãi không thấy đường vào. Nó bỗng phát hiện ra một lỗ thủng ở hàng rào, nhưng lỗ thủng lại nhỏ quá, nó không thể chui vào trong được,
con cáo chờ ngoài hàng rào 6 ngày không ăn gì. Sau đó nó đã gầy hẳn đi và dễ dàng chui được vào trong vườn, và nó sung sướng thưởng thức những trái nho thơm chín mọng. Nhưng sau khi ăn no rồi, con cáo phát hiện ra với cái bụng to như thế này, nó sẽ không thể theo đường cũ ra ngoài được, nó sẽ dễ dàng bị chủ vườn bắt. Vì thế, nó phải nhịn ăn 6 ngày, lại một lần nữa nó gầy đi và có thể chui ra được khỏi hàng rào. Vậy là, con cáo đã không gặt hái được gì sau những gì nó đã trải qua. Thực ra, nếu chúng ta có ăn cả thế giới này, thì chúng ta vẫn chỉ ăn ngày 3 bữa, ngủ trên một chiếc giường mà thôi. Cho dù bạn có đến 100 chiếc giường, thì bạn cũng chỉ ngủ được trên một chiếc. Cho dù bạn có hàng nghìn đôi giày, bạn cũng chỉ đi được một đôi. Cho dù bạn có gọi hàng trăm món ăn, thì cuối cùng bạn ăn được bao nhiêu, nhiều nhất cũng chỉ là đầy một cái dạ dày của mình mà thôi. Sự có mặt của mỗi người trong cuộc đời này là để thử nghiệm cuộc sống. Có thể họ sẽ khác nhau về tiền tài, địa vị, nhưng trải nghiệm về hạnh phúc, niềm vui thì đều như nhau. Thế nhưng, niềm vui của người có tiền sẽ khá phức tạp, niềm vui của người nghèo đơn giản hơn rất nhiều. Đồng thời, người có đến mấy bạn trai, bạn gái không chắc đã hạnh phúc bằng người chỉ chung thủy với một người mà thôi. Khi bạn vui vẻ, nỗi buồn sẽ phải đứng sang bên mà ngắm nhìn. Nhưng khi bạn đau khổ, niềm vui sẽ đến thật bất ngờ. Đến một ngày bạn sẽ nhận ra rằng những giây phút vui, giây phút buồn sẽ luôn cân bằng nhau. Niềm vui và nỗi buồn có thể đến sớm với người này, đến muộn với người khác. Có người mất nó được, có người mất nó, nhưng sau khi tổng thể nó là một khối lượng không đổi, bạn đã từng vui thế nào thì buồn bạn cũng sẽ nhận được một lượng bằng như thế. Đến khi chết, mọi việc đều như nhau. Cái chết sẽ làm cân bằng cuộc sống. Khi chết sẽ không còn phân biệt kẻ giàu người nghèo, không thể nói người giàu sẽ chết thoải mái hơn, còn người nghèo chết khổ hơn. Có người khi sống đạt được 10 phần, thì khi chết anh ta cũng sẽ mất đi 10 phần. 10 phần đó là phần đau khổ, đây là điều công bằng, tuyệt đối. Có người đạt được 3 phần, có người đạt được 7 phần, có người có trước, người có sau, có người không có được gì. Người có trước có khi bị mất đi trước, người có sau sẽ đi mất đi sau, người không có gì sẽ không bị mất. Tổng số sẽ luôn không đổi, vì thế sống trên đời không nên tính toán quá, không cần phải cố ý bận tâm, hãy cứ vui cố gắng trải nghiệm hết cuộc đời này để không phải hối tiếc. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về 3 cơ hội vàng giúp tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, nữ mạng, đổi đời giàu có hơn người trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.